Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình show cho các bạn những cái con chim săn mồi nhà mình, Spa, Ska và Cat Treo nhà mình đang có nha các bạn nhé. Hiện tại mình đang cọc ở trong cái chuồng gà nhà mình đây, nó rất là ấm áp đấy các bạn. Đấy, và mình đã cho chúng nó ăn rồi, con mà nó đang ăn các bạn. Và theo đây chính là con Spa mái. Đấy, Spa mái, còn đây là con Spa trống nó đang ăn này các bạn. Ở đây chính là con Spa trống nha các bạn nhé. Thì mình đứng ở xa mình zoom cho các bạn coi, bởi vì đến gần thì nó bay xuống nha các bạn. Mình ria sang bên này cho các bạn coi con Spa khác. Đây, con này nó ăn xong, các bạn thấy không, diều nó rất là no này. Đây là con Spa khác nha các bạn. Đây là con Cat Treo của mình nha. Đấy, con Cat Treo này thì cũng đứng găng rất là ok đấy các bạn. Đấy, còn trong này thì còn còn vài con nữa các bạn thấy không. Đấy, con này thì đấy, nó chưa ăn đấy các bạn. Đấy, xíu nữa thì nó sẽ ăn thôi. Còn bên cạnh nó thì đây là một con Spa tiếp. Đấy, con Spa trống này nó đang ăn các bạn thấy không. Đấy, tí nữa thì những cái con nào mà nó ăn chưa no thì mình sẽ cho nó lên găng hoặc là cầm đút cho nó ăn một tí các bạn. Đấy. Dưới này thì còn đây chính là con Sika của mình đây các bạn. Sika đây. Đấy. Nó đang ăn cục mồi nên mình để mồi đấy, tí nữa nó sẽ ăn đấy các bạn. Cái con Spa này thì hết sữa hết cầu cho đậu các bạn, thế là mình cho nó xuống đất. Đấy. Ngày mai thì sẽ cho nó lên cầu thôi. Ở trong này thì giới thiệu cho các bạn hai con nữa các bạn. Đây, hai con này là hai con một con Sika với lại một con Spa các bạn. Đây các bạn thấy không, nó ăn no căng diều đấy, hai con này ăn no căng diều. Con Sika trong kia là con Sika mái khủng nha các bạn nhé. Đấy, nó to phải tầm 220g đến 230g đấy. Đấy, nó ăn diều rất là no luôn. Những cái con chim này thì khi mà mình mua về mình vào dây chân cho nó hết, sau đó là cho nó đứng trên cầu các bạn. Cho nó đứng trên cầu để cho nó ổn định trở lại. Sau đó thì mình mới bán đây cho anh em nhé, chứ không phải là đi mua của người ta dân về bắt đầu đang còn băng bó băng keo. Đấy, sau đó là nhiều người gửi luôn cho các bạn, thì những cái con chim đấy khi các bạn về các bạn mở nó ra thì phải đến 50% là các con chim đấy nó đã bị liệt cánh, thì các bạn bó lâu quá, với lại khi mà nó dính lưới á, nó dính lưới thì nó bị gần như kiểu nó bị đau cánh các bạn, về nhà nó không bay được đâu. Mình đã bị bao nhiêu trường hợp rồi. Cho nên là mình mua của lại người ta mình phải thử hết. Con chim nó phải khỏe mạnh, bay biết các thứ ok được, bắt đầu mình mới bắt về nha các bạn nhé. Bắt về thì mình sẽ dưỡng lại khoảng tầm 3-4 ngày. Chim đứng lên cầu ok, bay nhảy tốt, ăn uống tốt, bắt đầu mình mới gửi cho các bạn. Chính vì thế mà các bạn mua chim của mình, các bạn hoàn toàn yên tâm cho con chim đó. Khi mà gửi đi thì nó sẽ cực kỳ khỏe mạnh. Đấy. Mấy con Spa này rất là đẹp luôn. Đấy, con này nó đang che mồi được khiếp, con bên cạnh nó ăn đi các bạn. Mấy con Spa này thì mỗi con nó chỉ ăn khoảng tầm hơn 100g tí thôi. Đấy, nó che mồi khiếp. Con kia con này nó cứ đòi đến nó ăn nên là nó che mồi. Đấy, dòng này thì rất là lạ, cái là nó cứ con nào mà đòi phi đến ăn thì nó che mồi thôi. Đấy, rồi ok, bạn nào mà cần Spa hay là Sika thì cứ liên hệ mình nha. Ok, sau một hồi mình tập nó cũng chịu đứng găng đấy các bạn. Tập khoảng 15 phút mình bắt cái con Spa mình cọc dưới đất thì các bạn cho nó ăn. Thì những cái con này thì các bạn về các bạn cũng phải tập nó đứng găng khoảng tầm mất
10 15 phút các bạn, nhiều con nó đứng luôn, nhiều con nó sẽ không chịu đứng luôn đâu. Những cái con mà nó không chịu đứng như bạn tập 10 15 phút, 20 phút mà nó không chịu đứng thì chúng ta cứ để nó dưới đất nha các bạn nhá, cho nó quen người các thứ đi đã. Chúng ta hãy tập sau, lúc sau chúng ta lại tập tiếp. Đấy, khi mà nó chưa chịu đứng chúng ta đừng có cố tình mà tập làm cái gì, càng tập con chim nó càng hoảng. Đấy, càng hoảng thì làm con chim nó yếu các bạn, nó đã chưa chịu đứng thì chúng ta kệ nó, cứ cọc nó dưới đất đi. Cho nó đứng, nó gặp người, tiếp xúc với người chán đi, khi nào mà nó không sợ nữa thì bắt đầu nó sẽ tự động thôi. Tự động thì chúng ta bỏ lên găng, nó tự động nó đứng thôi. Đấy, khi mà nó con đang sợ người thì chúng ta đứng thì cho tập, cho nó đứng thì nó vẫn không chịu đứng đâu. Kệ nó cứ khoảng tầm ngày nào nó đứng hết mà các bạn. Con nào khó lắm chỉ ngày nó đứng thôi. Con nào nhanh thì khoảng núc. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt con kettlebell tập cho nó đứng găng cho bạn coi. Ok, nay mình sẽ thả con Sika đi nhé các bạn nhé. Con này Sika trống. Bay đâu. Rồi ok, sau khoảng vài phút mình đã cho con này nó đứng găng và nó ăn trên găng các bạn, mặc dù nó vẫn rất là còn nhát. Đấy, do mình chưa cập nó bao giờ thôi. Đối với những con cắt treo này thì nó là dòng lượn các bạn, dùng dòng lượn để đá nu. Đấy, dòng lượn đá nu thì những cái con này thì thuần của nó cũng rất là nhanh các bạn, chỉ khoảng tầm chục ngày là chúng ta có thể gọi nó qua tay và đá nu được rồi. Mình thì chưa chơi cái dòng này bao giờ cho nên là thấy nó cũng khá là mới mẻ. Đấy, mình chủ yếu là Sika, ưng ấn và Bessa thì các bạn. Ba cái dòng đó, còn cái dòng chơi lượn này thì mình chưa có chơi bao giờ. Đấy, con này nó khá là to nhưng mà không bằng con diều trắng. Con diều trắng thì như nó to hơn tí. Điều con diều trắng thì nó hơi na một tí các bạn, hơi na một tí. Mấy con cắt treo này thì trọng lượng của nó chắc khoảng tầm 200 gram các bạn. Có những con thì khả năng to hơn tí. Cũng khá là đẹp đấy chưa. Ok, clip ngày hôm nay thì mình xin dừng đây nhé. Các bạn nào mà cần chim thì cứ liên hệ với mình. Mình có các cái dòng rẻ tiền là 200-300k các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.